Chúng tôi xin gửi lời chào đón đến tất cả những khán giả theo dõi truyền hình. Đây là Ghế Không Tường. Và các khán giả yêu quý của Công Tố ơi, ngay bây giờ thì chúng ta lại cùng với nhau gặp gỡ một khách mời nổi tiếng. Và họ sẽ cùng với chúng ta kể những câu chuyện của chính họ. Khách mời ngày hôm nay là ai? Ngay bây giờ hãy cùng với Công Tố bật mí qua những hình ảnh rất là chuyên nghiệp và thời trang này. Khách mời của chúng ta là một người chụp ảnh cực kỳ đẹp. Những bức ảnh thời trang đậm màu sắc và rất cá tính. Vị khách mời này là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ mà tôi tin chắc rằng là anh ấy bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự hoàn mỹ về thời trang. Trong âm nhạc thì anh ấy cũng mong muốn là đẹp nhất có thể. Bây giờ chúng tôi cùng với tất cả những khán giả chào đón nhạc sĩ, ca sĩ Châu Đăng Khoa. Chào đón anh Châu Đăng Khoa đến với Ghế Không Tựa. Xem chừng là anh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, anh hơi ngượng hay sao ấy nhỉ? À, có thể nói là cái cảm giác mà được mọi người hô to tên mình thì cũng không có quen. À thế ạ? Em tưởng là anh là người của thế giới showbiz rồi thì anh rất là quen thuộc với chuyện đấy. Nhưng mà cũng mới thôi nên Khoa cảm thấy vẫn còn hơi là ngượng ngùng một chút xíu khi mà tại vì trước kia thì công việc của Khoa là thường là ở trong phòng thu thôi, là trong studio và tức là đứng đằng sau. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ thì đã lộ diện đáng sáng văn minh đô thị rồi. Dạ. Và nên được mọi người gọi tên cảm giác nó cũng thích thú lắm nhưng mà nó cũng hơi ngượng chút xíu. Hơi ngượng hả? Thế thì hy vọng là các bạn hãy kêu nhiều thêm để Khoa quen đi. Châu Đăng Khoa, Châu Đăng Khoa, anh chụp ảnh ở đâu mà đẹp thế ạ? Đây là những hình ảnh tất cả mọi người, những hình ảnh mà các bạn thấy của Khoa đều là do Khoa tự làm stylist hết. Lên idea, concept và người chụp thì là một người bạn rất là thân, là với bạn gia Theron Thanh. Tôi nghĩ thảo nào chính mình làm, mình là người có tâm với mình nhất. Thảo nào đẹp được hơn nhiều. Không phải đâu, tại vì bản chất là cũng đẹp sẵn rồi. Không cần cố gắng nhiều. Châu Đăng Khoa là một hiện tượng trong năm 2015. Không biết nói như thế thì có phật ý anh không ạ? Khoa hy vọng là Công Tố sẽ chỉnh sửa lại một chút xíu là hiện tượng trong 2015 và những năm sau nữa. À vâng. Bước trên một chặng đường dài thì không còn là một hiện tượng nữa mà là một tài năng và là một nhạc sĩ nổi tiếng năm nay. Và những năm sau nữa. Và những năm sau nữa. Bây giờ thì anh Châu Đăng Khoa có thể giúp Tố, dạy cho Tố những cái cách thức chụp ảnh đẹp được như thế này không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ có khoảng 5 cái cách tạo dáng trước ống kính để làm sao chuyên nghiệp nhất có thể. Dạ. Nhưng mà cái bí kíp này chỉ dành cho những người đẹp thôi. Thì nó đơn giản, còn những người mà không có được đẹp lắm á, như thì là, rất là khó là... Một kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Mấy chục kiểu cho Tố, thật ra là có mỗi kiểu thôi. Hy vọng rằng màn khởi động nho nhỏ này sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn ghế ngồi để kể câu chuyện tiếp theo của anh Châu Đăng Khoa. Câu chuyện với chiếc ghế có tựa phía đằng này hoặc là ghế không tựa. Anh muốn ngồi trên chiếc ghế nào trước? Chắc là con sẽ chọn ghế có tựa trước. Tại vì chương trình mang tên Ghế Không Tựa thì cái điều đặc biệt thì chúng ta sẽ save the best for last đi. Và chúng ta sẽ đi vào chiếc ghế của mình với những đạo cụ hỗ trợ từ phía các khán giả. Và bây giờ âm nhạc bắt đầu. Cho tôi xin quà của bạn đi. Từ khi gặp hôm nào đêm về tôi cứ xôn xao và thế là tôi yêu, yêu thật là yêu và chẳng dám làm liều. You make me crazy 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 crazy. Chẳng được em bên ai, không một ai được tiếng lại. Crazy 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 crazy. Chỉ mình tôi điên thôi, điên thì điên mà yêu được rồi. You make me crazy. Mời tất cả mọi người ngồi xuống. Cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều. Ghế Không Tựa cùng với nhạc sĩ, ca sĩ Châu Đăng Khoa sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Chào đón các khán giả đang quay trở lại với Ghế Không Tựa. Và
Cho Đông Khoa hiếm có lúc nào mà hiền lành như thế lắm. Mới xuất hiện thì cho mình diễn xuất chút xíu. Chúng tôi đang mời cho Đông Khoa ngồi trên chiếc ghế có tựa. Có tựa mà cũng không êm lắm đâu. Nhưng mà nó sẽ chắc chắn, điểm tựa nó cần sự chắc chắn hơn là sự êm ái. Đúng có rồi. Phải không theo đúng, Khoa? Đúng, chính xác. Tuy nhiên là nó cũng cần sự thoải mái nữa. Nhưng mà tựa không thoải mái thì với một người cá tính như Khoa, Khoa sẽ không tựa. Thế thì bây giờ điểm tựa của cho Đông Khoa là gì ạ? Lòng tin của bản thân và gia đình. Có những cái điều mà xảy ra thì Khoa luôn thường là tự tìm kiếm cái điều, cái sự tin tưởng cho bản thân mình. Khoa luôn nghĩ rằng là mình sẽ làm được điều này. Khoa tin rằng mình có thể làm được điều này và Khoa sẽ làm được điều này. Thế thì còn lòng tin của gia đình thì sao ạ? Thực sự thì nói gia đình không có đặt lòng tin ở Khoa. Gia đình không mong muốn Khoa trở thành một nhạc sĩ, không mong muốn Khoa làm nghệ thuật, mà gia đình mong muốn Khoa trở thành một đại học đào kinh tế, ra tốt nghiệp và về dưới quê để làm một nhân viên ngân hàng mẫn cán gì đó. Nhưng mà cái lòng tin của gia đình dành cho Khoa đó là tin tưởng là Khoa sẽ trở thành một người tử tế, một người con hiếu thảo. Nhưng thỉnh thoảng người thân trong gia đình có thể không mất niềm tin về chúng ta, nhưng chính mình lại mất niềm tin vào mình. Có bao giờ trong giai đoạn trong cuộc sống của Châu Đăng Khoa cảm thấy là mình bị lung lay cái điểm tựa? Khoa đã từng rất là hoang mang về cái lựa chọn của mình. Vâng. Tại vì là trước khi mà tới với con đường mà nhạc sĩ như là được mọi người biết tới nhiều như vậy thì Khoa cũng đi hát khá là lâu trước đó, sinh hoạt và đi hát ở các phòng trà nhỏ, quán cà phê. Tuy nhiên thì cái mọi thứ nó không có suôn sẻ với mình một chút nào. Và sau khi tốt nghiệp đại học rồi thì bố mẹ vẫn có muốn là Khoa phải về dưới quê để đi làm. Nhưng Khoa có nói bố mẹ là hãy cho Khoa cơ hội thử sức mình một năm thôi. Nếu như mà không cảm của mình. Chúng tôi có một chiếc cốc cà phê. Trong này mùi cà phê đen thơm phức. Mời Châu Đăng Khoa. Đáng ghét luôn. Khoa đến từ một cái nơi mà có thể là xứ sở cà phê luôn. Dạ. Sáng cà phê, trưa cà phê, chiều cà phê và tối thì cũng đi uống cà phê nữa. Có nghĩa là uống cà phê cả ngày luôn. Buôn Mê Thuột. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Có một cái điều nữa là Khoa đôi khi cũng cảm thấy mình giống như là cà phê đen vậy. Đen này, đắng này, nó mang cái yếu tố hình tượng nó hơi khác chút xíu. Thế là đối với Khoa thì Khoa cảm thấy bản thân mình giống như cà phê đen vậy. Ở ngoài có thể là không có hào nhoáng lắm, nó xù xì đúng không, nhưng mà hương thơm ngào ngạt, không phải ai cũng thích. Đúng, đâu phải ai cũng thích cà phê đâu, nhưng mà đã thích là phải ghiền chứ không thể nào mà buông ra được. Một cái triết lý rất là ép buộc người khác. nhưng mà cà phê lúc nào nó cũng phải cần có những cái thứ gia vị thêm vào. Ít người có thể uống cà phê không lắm. Có người thêm đường, có người thêm sữa, có người thêm bơ. Bơ chắc chưa thấy ai thêm. Thế mà anh gật đầu. Có hả? Nhiều người, nói chung là có nhiều người có sở thích kỳ lạ lắm mà ai biết được. Vâng. Có khi cà phê muối nữa, có đọc câu chuyện về cà phê muối chưa? Vâng, đúng rồi, tôi đọc rồi, cho nên tôi chuẩn bị một bát muối sẵn sàng đây cho Đông Khoa rồi. Chúng tôi sẽ có một thử thách cho anh, đó là nhớ những cái lời bài hát của mình. Và nếu là một cái lời bài hát mà anh không nhớ thì anh sẽ có một cái thìa muối cho ly cà phê của mình để uống cho đậm đà hơn. Cứ như vậy, chúng ta sẽ trải qua những lời bài hát khác nhau. Xem để xem anh có bị uống nhiều muối không? Hy vọng là muối có iốt. Khoa trả lời đúng thì sao? Nếu mà Khoa trả lời đúng thì tôi sẽ uống một ngụm cà phê có muối. Ok. Vâng. Deal. Bài hát đầu tiên, xin mời. 1, 2, 3. Đơn giản quá. Từ hồi lòng mình sao cứ nhung nhớ, đợi chờ yêu thương. Vâng, là một đáp án chính xác. Nhưng rất tiếc, đã hết giờ. Nhớ vào cái lúc mà hết giờ rồi, cho nên là... Đúng rồi, nhớ cái tưởng là hết giờ mới trả lời. Thế à? Em cuộc sống đôi khi không như là tưởng. Ôi, ngon quá. Bài hát tiếp theo, xin mời. 1, 5 giây, 2. Là lắm. Chính xác. Đốt cho nhà. Nè, cố lên. Wow. Yes. Bản lĩnh thiệt. Lời bài hát thứ 3, xin mời. 1, 2, bờ cát. Mình thích trò này, có hy vọng là sẽ có 10 câu hỏi. Ít thôi. Anh lấy ít thôi, anh lấy cho anh thì ít mà lấy em nhiều thế. Này. Bớt một nửa đi. Ê. Wow, bộ tay các bạn ơi. Bây giờ luật chơi khó hơn. Chúng ta sẽ giảm thời gian xuống
Chỉ còn 3 giây thôi. Và 2 ngụm cà phê chứ không phải 1 ngụm cà phê nữa. Nhớ nha. 1, 2, nữa nghe. Tiêu rồi, vì tại vì đây là những cái khúc mà đều Khoa rất là tâm đắc hết. Vâng, tôi cũng biết đấy là những ca khúc rất là nổi tiếng mà Khoa tâm đắc nên tôi mới chọn. Bởi vì chưa bao giờ tôi đối xử tàn bạo với khách mời cả. Thế cho nên là anh ơi... Hồi này thôi ít thôi, ít thôi. Dạ, dạ, dạ. Chương trình này thích quá. Cái cảm giác mà... Cái cảm giác mà uống nước muối nó không kinh khủng như cảm giác này. À, chúng tôi nghĩ là nên kết thúc trò chơi ngay tại đây rồi. Bình thường thế nào Khoa đeo kính vô lắm. Một khi Khoa đã đeo kính vô có nghĩa là Khoa phải tập trung chiến thắng. Và anh đã chiến thắng rồi, chúc mừng anh. Đây là những ca khúc mà chúng tôi đã mong muốn là gửi lại cho khán giả, gợi nhớ lại nhiều điều. Và tôi tin là chỉ cần nghe thôi thì khán giả cũng cảm thấy là đây là những ca khúc rất là hay và quen thuộc. Những ca sĩ nổi tiếng, những người mà đã có được một lượng fan rất là hùng hậu thể hiện ca khúc của mình. Thì đó là một trong những điều tạo nên thành công. Thế theo anh, nếu như những ca sĩ đó từ chối mà là những người khác không tên tuổi như họ mà hát ca khúc của anh thì có thành công như thế được không ạ? Có nghĩa là mọi thứ xảy ra đều có liên quan với nhau hết, chứ không phải đơn giản. Thì có cái tâm niệm rằng là mình cứ làm tốt công việc của mình, đó là viết ra những ca khúc thật hay thì chắc chắn là không có một ai có thể từ chối một ca khúc hay cả. Rồi vì vậy nên nếu như mà ca sĩ ABC nào đó mà từ chối ca khúc của mình thì đó là thiệt thòi của họ thôi. Một mặt là anh sáng tác hay, và có phải là bên cạnh đó là anh ưu ái giá cả cho họ không ạ? Không có đâu. Tính ra theo những nhạc sĩ trẻ thì Khoa là một trong những nhạc sĩ mà có giá ca khúc thuộc hàng cao nhất. Nếu như mà ai còn có nhan sắc và hát hay nữa thì Khoa sẽ tặng thêm một cái gift voucher 10%. Cứ mua nhạc là được giảm 10% nha. Bên cạnh việc sáng tác anh còn đi hát nữa. Hát này là để anh thỏa mãn niềm đam mê hay là chỉ để lăng xê bản thân mình? Thật ra cái việc mà mình đi hát á, Khoa nghĩ là nó lại không có lợi lắm cho công việc nhạc sĩ đâu. Ủa? Tại vì mà người ta sẽ nghĩ rằng là bây giờ nó đi hát rồi, những cái khúc mà nó biết ra hay á, nó sẽ để dành lại hát hết, không đưa cho ai hết. Đó, đó chính là cái điều mà cũng khá là nhiều người nói với Khoa như vậy rồi. Anh nghĩ là anh hát hay không ạ? Nếu như là bạn cảm thấy hợp gu và thích cái chất nhạc và thích cái giọng của Khoa thì bạn sẽ thấy hay. Còn những có những cái cá nhân mà họ không thích mình thì dù có hát hay như Celine Dion cũng thấy dở. Đài nghiến kìa. Nhưng mà không, anh yên tâm, tôi thích thì mới mời anh đến với ghế không tựa gặp gỡ tất cả mọi người trong chương trình này. Cảm ơn. Và món quà mà chúng tôi dành tặng cho tất cả những khán giả đến với trường quay ghế không tựa ngày hôm nay, mỗi bạn sẽ ra về với một chiếc đĩa nhạc Crazy của Châu Đăng Khoa. Chúng ta quay trở lại với những điểm tựa. Điểm tựa quan trọng với mỗi người đó chính là gia đình của mình. Phía sau gia đình của Châu Đăng Khoa thì là những con người như thế nào? Thực sự thì giữa Khoa và gia đình nó có cái khoảng cách lắm. Tại vì ba mẹ thì hồi khi Khoa ở nhà thì ba mẹ đều rất là bận rộn với công việc và không có thời gian nhiều mà để tâm sự với nhau. Và thế nên là có khi 2-3 tháng ở chung nhà nhưng Khoa không được gặp mặt ba mẹ luôn. Tại vì tối Khoa đi ngủ thì ba mẹ mới về, mà sáng thì ba mẹ đi làm sớm. Khoa có một người em gái, cảm thấy là hai anh em rất là thân, mà tuy là cách biệt thế hệ cũng mấy tuổi lận, nhưng mà hai anh em có thể tâm sự tất cả mọi thứ trên trời dưới đất. Xin chào em gái của Khoa, chắc là bạn cũng đang theo dõi chương trình này. Và chúng tôi sẽ cho anh Khoa nghe thấy tâm sự mà tôi nghĩ là cũng chưa bao giờ em ấy nói với cả Khoa đâu. Anh hai là người, anh rất là tuyệt vời, rất là hiểu ý em. Từ trước đến giờ em nghĩ là không có người anh là tuyệt vời như nay em cả. Mặc dù là nhiều khi anh hai em hay nói những câu khiến khác tự ái lắm, nhưng mà cái tính anh hai em là hay nói thẳng như vậy thôi. Nên hai em rất là thương em, tụi luôn ủng hộ em làm mọi việc. Ngay cả cái chuyện như em bỏ học đại học để em như là trường múa, anh hai em luôn ủng hộ hết mình. Cái kiểu anh hai em quá nhạy cảm thì chắc mọi người ít biết thôi. Anh hai em bệnh mà em bỏ đó, em đi đâu đó, cái là anh hai em cũng buồn nữa. Anh hai em là một người rất tốt, biết quan tâm người khác, đẹp trai, còn tài giỏi nữa. Nói chung anh hai em là một người hoàn hảo, chỉ có tính hơi quá nhạy cảm thôi. Em luôn luôn cảm thấy mất nợ anh hai em nhiều lắm. Tại vì sao em làm quá nhiều đủ thứ cho em mà em chưa làm được gì hết. Trong khi đó lúc nào em khi cái này em buồn á.
chúc anh hai em là ngày càng thành công hơn trên con đường anh hai em chọn, càng ngày càng nổi tiếng, bán được nhiều bài hát hay những sản phẩm anh hai ra để trở thành cái bước chân. Em chỉ mong vậy. Tôi nghĩ là cô bé đang rất là xúc động. Thế có phải là lần đầu tiên anh nghe cô bé nói những lời như vậy thực với mình thì không? Ba cũng rất là tò mò xem biết là thực sự thì em gái nghĩ gì về mình. Bây giờ hãy nhớ lại những cái khoảnh khắc đã cùng đồng hành với nhau qua những chặng đường đó, và với những lời vừa rồi mà em ấy chia sẻ với anh nhìn thẳng về khoảng không gian phía trước. Chúng tôi luôn luôn có một phút không gian mà chỉ có một mình khách mời ở đây thôi, và không có chúng tôi nữa, để nói thật một điều gì đó với một người đặc biệt trong cuộc sống. Và không gian sẽ thay đổi. Một phút nói thật, xin mời. Cảm ơn Maika đã tin tưởng anh hai, tin tưởng những cái lựa chọn mà anh hai dành cho Maika. Chắc chắn là anh hai không thể nào mà ở bên cạnh mà để bảo bọc và hướng dẫn cho em mãi được. Vì vậy nên là anh hy vọng là em sẽ một trưởng thành hơn và sẽ lắng nghe lại anh hai hơn. Bây giờ thì cứ ước vọng mà mua nhà rồi đón bố mẹ để tất cả mọi người cùng đoàn tụ thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đến đâu rồi ạ? Có vẻ giống như là chỉ mới mua được cái cửa thôi. Cửa nhà thôi. Thực sự thì khối lượng công việc của Hoàng làm đang rất là nhiều. Và nữa là cũng đang là một tên tuổi hot đó, cũng có thể gọi là kiếm được nhiều nhân mạng. Tại vì có khá là nhiều cái mối quan tâm khác, ví dụ như là có những cái điều mà không thì chia sẻ đây, ví dụ như là những cái món nợ của gia đình hay gì đó mà qua là phải lo cho xong đi cứ đã. Một khi mà nó nhẹ nhõm tất cả mọi thứ rồi thì lúc đó là mới có thể tập trung vô được cái ước mơ lớn nhất cuộc đời của Khoa. Khoa không cần là ô tô xịn hay đẳng cấp sang trọng gì hết, không cần mấy cái thứ hào nhoáng đó. Cái Khoa cần đó là một cái mái ấm thật sự, một ngôi nhà ở đây có thể yên ổn để đón ba mẹ xuống đây để sống cùng. Đó là cái điều mà Khoa mong muốn nhất trong cuộc đời này. Chúc cho điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực. Và trong giai đoạn này khi mà cái tên tuổi của Châu Đăng Khoa đang rất là hot và anh ra rất nhiều bài hát, đó có phải lý do về tài chính có phải khiến cho anh phải ra liên tục và tận dụng cái sự nổi tiếng của mình trong thời hiện tại trong sáng tác? Cái niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời Khoa đó chính là âm nhạc. Cái điểm mê lớn nhất thứ hai chính là tiền. Khoa phủ nhận rằng Khoa rất là mê tiền luôn. Tại vì cái cuộc sống mà thiếu thốn khó khăn khi xuống thành phố Hồ Chí Minh để đi lập nghiệp thì nó ám ảnh Khoa quá nhiều vào trong cuộc sống rồi. Có lẽ mọi người không tin luôn á, nhìn có thể là nhìn ngoại hình của Khoa như thế này hay tới lúc trước cũng vậy, bạn sẽ có cảm giác như thế nào khi mà bạn nghèo thiệt mà nói nghèo không ai tin luôn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đổi ghế cho nhau để bản thân anh sẽ kể những câu chuyện đó cho khán giả. Xem thử xem là anh ấy khó khăn đến đâu, và tôi tin điều đó. Tin không phải là vì nhìn ngoại hình của anh, vì rõ ràng nhìn ngoại hình của anh là một công tử. Đúng rồi. Nhưng mà câu chuyện đó như thế nào, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị khán giả, và ghế không tựa sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Chào đón khán giả quay trở lại với ghế không tựa. Và bây giờ, chặng đường của anh trên cây cầu ghế nhịp để chúng ta chuyển giai đoạn ghế ngồi và câu chuyện. Đây là chiếc cầu mà ai cũng phải trải qua trong chương trình. Nó tượng trưng cho một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta có những vấp ngã nhất định. Và trên chiếc cầu này thì sẽ có những thử thách đi kèm để mỗi khách mời sẽ thể hiện được sự đam mê của mình. Và trong cuộc sống anh đam mê điều gì nhất? Lúc nãy Khoa có chia sẻ. Dạ. Thì đam mê lớn nhất cuộc đời Khoa là âm nhạc. Và đam mê lớn nhì là tiền. Rất tiếc là chúng tôi chỉ chọn được một đam mê lớn lao nhất thôi. Nếu mà anh sắp xếp ngược lại thì anh đã có rất nhiều tiền sau khi hết chương trình rồi. Không, này Khoa nói lộn á. Nói lại nha. Thử thách của chúng ta liên quan đến đam mê đầu tiên của anh, đam mê sáng tác, đó chính là vừa đi trên chặng đường này và nhìn thẳng về phía trước, sáng tác một bài hát với tên gọi là Ghế Không Tựa, với chủ đề là Ghế Không Tựa. Khó chứ. Khó à. Khó thì người ta mới gọi là thử thách, chứ dễ thì người ta đã gọi là mời em chơi rồi. Anh đừng cố gắng làm dễ quá, bởi vì những cái sáng tác của anh em nghĩ là nó cũng rất là phức tạp, nó rất là hay. Mà bây giờ mà một bài hát mà anh sáng tác ra không hay thì mang tiếng lắm, đúng không ạ? Chúng tôi lại có thêm một món quà nữa để động viên anh, đó là trà sữa. Đánh đúng tim đen chưa ạ? Tuyệt vời. Tôi hiểu anh mà. Ôi, một cốc trà sữa ngon lành.
Bây giờ đúng một mình. Giống, đúng một mình. Anh cầm trà sữa, uống bao nhiêu tùy thích, uống hết còn tiếp. Và sáng tác bài hát cho ghế không tựa. Và chặng hành trình sáng tạo của anh bắt đầu. Ghế không tựa, không lưng dựa, bắt tôi làm nên tôi phải làm bừa. Ghế... ghê thiệt, ghê thiệt. Lại nha. Ghế không tựa, không lưng dựa, bắt tôi làm nên tôi cứ làm bừa. Ghế không tựa, không lưng dựa, sao tự dưng lại mua trà sữa. À, thực ra cũng đơn giản thôi. Bài hát này mà anh bán thì bán bao nhiêu tiền? Thôi, chứ ghế không tựa thì mình tặng thôi đúng không? Mình đổi trà sữa, một năm uống trà sữa miễn phí. Và ghế không tựa thì quyết định là sẽ không mua bài hát này. Anh biết vì sao không ạ? Không có trà sữa để trả phải không? Không phải, vì bài hát này tôi đếm đi đếm lại chỉ có vẻn vẹn có 3 câu thôi. 4 câu. À, bài hát 4 câu chúng tôi mua làm gì? Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ xin mời anh nhìn thẳng về phía trước. Dù là anh không sáng tác được bài hát trọn vẹn bởi vì thời gian chắc là quá khó, nhưng mà anh vẫn đã chiến thắng vì đi hết chặng đường này. Và động tác chiến thắng của Châu Đăng Khoa là xin mời. Chào đón khán giả quay trở lại với ghế không tựa. Và anh Châu Đăng Khoa, sao anh cứ phải như thế này, như thế này, như thế này suốt thế hả? Anh có thấy mệt không? Khoa hơi dư năng lượng chút xíu. Lúc mà chúng tôi cần anh sinh động, ví dụ trên cây cầu này, thì tôi thấy anh lại hơi thu mình lại. Cuộc đời Khoa sinh ra là không có chịu sự sắp đặt của bất cứ một cá nhân nào, cá thể nào hết đó. Tôi tự quyết định cho cuộc đời mình. Vâng. Và quyết định đi vào thành phố Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk thì cũng là quyết định của chính bản thân anh. Gia đình thì mong muốn Khoa là đi học đại học kinh tế. Sau đó tốt nghiệp rồi về Đắk Lắk để làm nhân viên ngân hàng. Tại vì hồi xưa thì nhân viên ngân hàng có giá lắm. Có nghĩa là ăn mặc chỉnh chu, sạch sẽ, đẹp đẽ, vi diệu rồi đó. Đó, tóc chải 46, mặc xe vin đồ lịch sự lắm. Nhưng mà tại sao anh lại không đi theo cái con đường của mọi người lựa chọn? Khoa vẫn đi theo đó chứ, nhưng mà Khoa đi song song. Có nghĩa là Khoa vẫn học đại học kinh tế như mong muốn của mẹ. Và bên cạnh đó thì Khoa tự thi vào nhạc viện để Khoa học luôn. Nhưng mà vì cái thời gian nó không cho phép, vì thế nên là Khoa đã thôi học nhạc viện rồi và theo đuổi đại học kinh tế như bố mẹ mong muốn. Cũng một phần là do thì Khoa cũng mất lòng tin vào trong cái lựa chọn con đường nghệ thuật này. Làm hoài mà không thể nổi tiếng được. Mà cảm thấy là làm nghệ thuật mà không nổi tiếng thì nó bạc bẽo lắm. Có những cái lần mà lúc trước thì lúc Khoa cũng mới bắt đầu vô con đường này á, thì có những lần Khoa đi event. Tới nơi thì mọi người đang chụp ảnh cái ngôi sao khác rất là nhiều, nhưng Khoa được mời vô, khi đứng vào á, thì tất cả mấy ảnh bỏ xuống. Nhưng mọi người ngơ ngác không biết mình là ai và họ không thèm chụp ảnh hay đeo hoài tới mình. Cảm giác lúc đó hả? Rất xấu hổ mà cảm thấy là nó cảm thấy bản thân mình đáng thương như thế nào đâu á. Anh có phải là người hơi kỳ vọng quá nhiều bản thân mình không? Khi thời gian đó thì cũng chưa phải là chưa nhiều người trở thành một ngôi tuy sao. Tuy nhiên nha, tuy là năm cuối đại học còn rất trẻ, nhưng mà Khoa đã đến với con đường nghệ thuật này từ khi Khoa mới đặt chân xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh là tức đó là cách đó mấy năm trước rồi. Theo anh lý do lớn nhất vì sao? Số phận. Tại vì lúc đó Khoa hoàn toàn tập trung và cố gắng, nghĩa là sống chết với cái lựa chọn của mình luôn. Tuy nhiên là cứ trục trặc với công ty rồi đủ thứ lý do hết, cái công ty không thể nào cho ra mắt được này nào kia, là cứ làm thực tập sinh hoài. Cảm thấy rất là mất lòng tin luôn. Rồi khi đến khi Khoa ra khỏi công ty tự mình bước đi thì mọi thứ nó mới khả quan hơn. Khi mà đi ra khỏi công ty đó thì anh mất gì ạ? Mất tuổi thanh xuân. Mất nhiều năm tháng cống hiến cho họ. Khoa đã trải qua đến gần 4 năm. Vâng. Nói nghe nghiêm trọng quá, bây giờ anh vẫn trẻ. Trẻ nhưng mà nghĩa là lúc đó là cái tuổi mà đam mê nhiệt huyết nhiều nhất. Bây giờ Khoa tuy là vẫn còn trẻ, nhưng mà cái sự gọi là cháy bỏng khát khao nhất ấy, thì đã qua cái đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện lúc nãy mà đang nói giờ trên chiếc ghế có tựa. Tôi nhìn vào Châu Đăng Khoa, tôi nghĩ là anh là một con nhà giàu, công tử. Nhưng mà anh lại nói là không, nhà tôi rất là khó khăn. Cái khó khăn kiểu như thế nào ạ? Khoa phải đi làm rất là nhiều nghề để có thể đạt được những cái điều mình mong muốn lúc đó hả? Khát khao mua được một cái máy nghe nhạc thôi mà cảm thấy nó xa vời, mà nó khó khăn kinh khủng, chứ chưa nói gì đến là một cái máy tính để có thể online học tập gì đó. Khoa trải qua khá là nhiều nghề nha. Nghề gì ạ? Rất là nhiều luôn. Ví dụ anh làm động tác để tôi đoán. Anh định nói.
phục vụ bàn. À, chính xác. Vâng. Rồi à, nữa là ai vậy nè? Người đẹp trai hả? người mẫu. À, cái gia sư không biết là làm sao. Khó quá. Thế là rồi, có những luôn, gia rồi những các bạn khán giả ở đây thì có một cái nghề đó đúng không? Nó là Khoa đi là trường quay, lúc đó là đi vỗ tay trong trường quay. À, nghề làm khán giả trường đúng quay. Đúng rồi, mà cực lắm. Khán giả trường quay thì hồi đó kiếm được bao nhiêu tiền một ngày? Phải nhớ là chính xác là 100 ngàn một ngày. Nhưng mà làm từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Và không nghỉ ngơi gì hết á, ăn trưa thì phải tự ăn luôn. Tôi cũng có nghe một vài câu chuyện và bản thân tôi dự đoán theo cái quan điểm cá nhân thôi, là cái sự học hỏi lớn nhất, sự trưởng thành lớn nhất của Khoa là từ biến cố của chính gia đình của mình. Và cái bản thân anh lúc đó trong cái luồng biến cố của gia đình, anh đứng ở vị trí như thế nào? Hồi trước lúc Khoa còn ở nhà hay khi đi học cũng vậy, thì mỗi lần có chuyện gì thì Khoa hay hỏi, thì bố mẹ đều nói là con nít biết gì mà nói. Trong mắt bố mẹ thì mình luôn luôn là một đứa con nít và không bao giờ được gọi là biết tiết lộ hay là biết cái bất cứ gì hết á, nên khi mà gia đình có xảy ra chuyện gì rồi thì Khoa cũng không biết luôn. Lúc đó như thế nào, ai thông báo hay là chuyện? Lúc đó là một người chị họ gọi điện thoại xuống thì mới nói là kia thì biết rồi. Sau khi biết xong thì cảm thấy nó suy sụp, tại vì mình chưa bao giờ được dạy dỗ để sẵn sàng đương đầu với những cái điều như vậy. Gia đình Khoa phá sản. Khoa cảm thấy là thực ra thì lúc trước á, gia đình Khoa không khó khăn mà rất là khá giả. Khoa cũng sống nhung lụa lắm, cũng muốn như được đó. Nhưng mà có lẽ là bị quen với như vậy rồi, nên khi mà đùng một cái gia đình mất hết, khánh kiệt không còn gì hết, cảm thấy mọi thứ nó sụp đổ dưới chân mình vậy á. Năm đó Khoa bao nhiêu tuổi ạ? 18 tuổi. Thế vào thành phố Hồ Chí Minh anh thay đổi như thế nào so với khoảng thời gian ở Đắk Lắk? Ồ, lúc mà mới vô trong thành phố Hồ Chí Minh hả? Y như một cọng bún thiêu vậy á. Thấy chán lắm mấy đứa. Một tháng đầu tiên thôi xúc 5kg, cái ốm nhanh nhất luôn. Rồi bắt đầu cái là ngủ cái nệm mỏng quá, đau lưng ngủ không được. Rồi đến khi giặt đồ á, là phải ngồi và vòi nè, đau tay quá ngồi khóc. Vừa giặt đồ vừa khóc, tại sao mình lại khổ cực như thế này, tại sao mình lại phải làm những cái việc này. Xong rồi cuối cùng làm thế nào để giấu giọt nước mắt vào trong để quen với cái việc không giấu luôn, khóc cho đã, chán không khóc nữa. Lúc trước á, Khoa nuôi cái ước mơ đi học xa nhà, tại vì sau khi xem mà phía trước là bầu trời nè, thấy cuộc sống sinh viên của mọi người tuyệt vời quá, nó vui quá, sao mình xuống đây mình không giống vậy chút nào. Sau cái chuyện gia đình xảy ra như vậy thì bắt đầu nghĩ là mình phải khác. Khi mà gặp anh lần 1, lần 2, lần 3 và đến lần này nữa thì cảm thấy là anh là một người rất là nhiều năng lượng. Và đó tôi nghĩ là điểm tựa để anh cho Đăng Khoa vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của mình. Dù sao thì chúng ta cũng khép lại những việc trong quá khứ. Và hãy nhìn về tương lai sau đĩa mà anh tặng cho tất cả những khán giả đến với trường quay ngày hôm nay. Tương lai phía trước sẽ là một nhạc sĩ Châu Đăng Khoa như thế nào? Khoa cảm thấy bây giờ mình đang gọi là tận dụng hết tuổi thanh xuân và sức khỏe tất cả mọi thứ luôn. Một ngày Khoa làm việc là từ sáng tới khuya luôn, mà có khi là mấy ngày liền không ngủ luôn. Và bây giờ thì để tổng kết một cái công thức mà thành công của Châu Đăng Khoa: thành công bằng may mắn cộng với cả tài năng cộng nhan sắc. Và chúc cho anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền trong năm 2016 này. Yeah. Và chúng tôi cũng sẽ có thêm một lời chúc cho anh nữa. Với công việc bận rộn như thế thì chắc hẳn là giấc ngủ rất là quan trọng đúng không ạ? Anh ngủ được bao nhiêu tiếng một ngày ạ? Hiện tại thì khoảng 3-4 tiếng. 3-4 tiếng một ngày á? Vâng, hy vọng rằng là chiếc gối này sẽ khiến cho anh ngủ, vì quãng thời gian không thể thêm được, một ngày có 24 giờ thôi. Nhưng mà dù là ngủ bao nhiêu tiếng cũng sẽ cảm thấy ngon hơn. Đây là quà tặng của ghế không tựa dành tặng cho Châu Đăng Khoa. Từ từ đã. Kèm với quà tặng này là bài hát ru của công tố. Anh ôm gối đi, tố hát ru cho. Không cần đâu, con nghĩ là chỉ cần lên Facebook nhìn mặt công tố là buồn ngủ quá, anh có thể ngủ luôn. Ôi mặt em nhàm chán như thế hả? Đã thế thì em phải hát cho bằng được. Anh ôm gối đi, anh ngủ ngay. Thôi tưởng quá mà lắng nghe vậy. Du ơi. Du mà giật mình luôn á. Sẽ tự lại đi, anh ngủ đi, anh đừng có mà diễn xuất nữa. Rồi, thoải mái lên. Du ơi, ơi Du. Rồi, chúc anh may mắn với việc giấc ngủ của mình. Hãy nghĩ đến việc nếu không ngủ sẽ bị công tố hát du nhá. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Cảm ơn khán giả đã theo dõi ghế không tựa. Xin chào và hẹn gặp lại. Thực ra là tôi hát hay hơn thế nhiều.